lâm vĩ dạ trình làng mv thứ hai sáng nắng chiều mưa rồi làm sao nàng thơ của làng hài thực sự lấn sân sang con đường ca hát ư không dừng lại ở đó với định hướng trở thành một nghệ sĩ đa tài lâm vĩ dạ liên tục thử sức mình với những vị trí khác nhau như người dẫn chương trình huấn luyện viên giám khảo mới đây nhất nữ diễn viên đã khiến không ít người bất ngờ khi xuất hiện với một vai trò vô cùng mới mẻ ca sĩ lâm vĩ dạ mv sáng nắng chiều mưa rồi làm sao sau thành công bước đầu với MV parody mang tên gái già tuyển phi công, được ra mắt vào tháng 4 đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem. Ngày 10 tháng 6 Lâm Vĩ Dạ tiếp tục tung ra một MV mới với tựa đề sáng nắng, chiều mưa, rồi làm sao. Vẫn là hình tượng vui vẻ và có phần lầy lội đã làm nên thương hiệu của Lâm Vĩ Dạ. MV sáng nắng, chiều mưa, rồi làm sao, khai thác một câu chuyện ít ai ngờ tới, chuyện giặt đồ chuyện thời tiết sáng nắng chiều mưa hay giặt quần giặt áo trời mưa sao cho sạch sao cho thơm vốn chỉ là những câu chuyện phiếm thường ngày đưa vào bài hát và quay luôn cả mv đầu tư như thế này chắc chỉ có thể là thánh lầy lâm vĩ dạ mà thôi sáng nắng chiều mưa rồi làm sao có giai điệu lôi cuốn đặc biệt là phần lời vô cùng dễ thương với điệu khúc thiệt sạch thiệt thơm kết hợp với giọng hát đặc trưng của lâm vĩ dạ tưởng không bắt tay mà bắt tay không tưởng nếu ở MV đầu tay, Lâm Vĩ Dạ mới chỉ thể hiện thế mạnh diễn xuất của mình, thì ở MV thứ hai này, khán giả sẽ có dịp thưởng thức màn thể hiện vũ đạo có 102 của nàng thơ làng hài khiến người xem không thể không nhún nhảy lắc lư theo giai điệu. Có lẽ không ai nghĩ rằng động tác giặt đồ lại có thể khéo léo kết hợp với những điệu nhảy retro tạo nên màn vũ đạo uyển chuyển, đến vậy, vừa vui nhộn, hay hước lại vừa gần gũi và duyên dáng, thế này thì ai chơi lại Lâm Vĩ Dạ đây? Một chi tiết thú vị không ít người nhận ra chính là sự xuất hiện của Camille, bột giặt và nước giặt sớp trong MV sáng nắng, chiều mưa, rồi làm sao? Thời tiết lúc mưa lúc nắng chính là khắc tinh của việc giặt đồ cho sạch thơm, nhưng sớp chính là vị cứu tinh, cho quần áo luôn sạch sẽ và thơm tho dù khi trời nắng quần áo bay mùi hay trời mưa, thì áo quần có mùi ấm mốc những câu hát thiệt sạch, thiệt thơm cùng giai điệu bắt tài và dễ nhớ. Khán giả không khỏi thích thú khi thấy sự kết hợp vô cùng tinh tế và duyên dáng của nhãn hàng và nữ nghệ sĩ. Sự góp mặt đấy bất ngờ của bộ giặt sớp vô tình trở thành điểm nhấn cho cơn địa chấn, mang tên sáng nắng, chiều mưa, rồi làm sao, của Lâm Vĩ Dạ chỉ trong thời gian ngắn nhưng Lâm Vĩ Dạ đã dắt túi, tới hai MV được đầu tư kỹ lưỡng, đặc biệt cả hai MV đều mang đậm phong cách và cá tính của người đẹp này, khiến khán giả không thể nhầm lẫn với bất kỳ nghệ sĩ nào khác trong showbiz Việt. Điều này khiến không ít khán giả thắc mắc rằng Lâm Vĩ Dạ quyết tâm trở thành ca sĩ và thống lĩnh YouTube Việt thật sao. Tuy nhiên, chính Lâm Vĩ Dạ đã chia sẻ rằng, những sản phẩm âm nhạc này là món quà tri ân để đáp lại những tình cảm, sự yêu mến mà khán giả đã dành cho cô trong thời gian qua. Cô cũng mong khán giả sẽ tiếp tục đón nhận những sản phẩm, dự án khác của cô trong tương lai. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.